báo cáo nhanh về tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ tính đến 17 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2021. Cần Thơ số trường hợp mắc COVID-19 là 573 người, số ca tử vong là 2 ca. Số trường hợp điều trị khỏi là 38 ca, trong ngày 24 tháng 7 năm 2021 ghi nhận 113 ca nhiễm mới. Trong đó, 12 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế, 19 trường hợp là F1 của các ca bệnh đã công bố trước đó. 5 trường hợp trong khu cách ly, 77 trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm. Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các trung tâm y tế quận huyện phối hợp lực lượng công an khẩn trương rà soát, truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly các trường hợp liên quan, đã truy vết được 288 F1, 186 F2 liên quan và đang tiếp tục điều tra, truy vết, đồng thời tiến hành phun khử khuẩn các địa điểm liên quan theo quy định. Các trường hợp nhiễm COVID-19 đã được chuyển đến các cơ sở y tế cách ly và điều trị. Trong ngày, các cơ sở y tế trên địa bàn đã thực hiện xét nghiệm nhanh 1.546 mẫu test và xét nghiệm RT-PCR cho 2.704 trường hợp. Số trường hợp mắc COVID-19 tính từ ngày 8 tháng 7 năm 2021 đến nay tại Cần Thơ là 538 người. Số trường hợp đang cách ly tập trung là 2.293 người. Lũy tích đến nay có 5.443 người hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương. Số người đang trong thời gian theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú trên địa bàn là 4.053 người. Lũy tích đến nay có 62.822 người hoàn thành theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú. Về công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành công văn số 2890 trên UBNDKGVX ngày 24 tháng 7 năm 2021 về việc thực hiện nghiêm việc giãn cách theo chỉ thị số 16 trên CTTTG của Thủ tướng Chính phủ tại các cơ quan, công sở và công văn số 2891 trên UBNDKGVX ngày 24 tháng 7 năm 2021 về việc khẩn trương hoàn thành việc khai báo y tế bắt buộc. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố ban hành công văn số 3383 trên CVBCD ngày 24 tháng 7 năm 2021 về việc huy động bổ sung lực lượng phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ.